chị thân mến, chào mọi người. Sabu to gan này là phát live gặp gỡ mọi người nữa. Tối nay tôi quyết định đưa mọi người đi hành hương. Đây là thiên đường nhân gian nổi tiếng trong ngoài nước. Đúng vậy, tối nay chúng ta tới Lan Quế Phường. Có thể nói càng về đêm càng xinh đẹp. Động vật đói khát đều đổ xô tới săn mồi. Nè, gã đó không ổn chút nào hết. Rõ ràng cô gái này không đồng ý rồi. Chà, siêu xe nha. Chà, trận chiến giành lên xe bắt đầu rồi. Muốn lên thì không được lên, không được lên. Cũng phải lên. Tức cười quá. Có phải rất tuyệt vời không? Cho nên ở nơi vui chơi của hai giới này, thực tế mình không biết bản thân ăn chay hay là ăn thịt nữa. Nè, tối nay Sabu này sẽ đích thân tìm kiếm cho mọi người ở nơi thư giãn như vậy. Thật ra sẽ có bao nhiêu trai đẹp và gái đẹp đây. Anh Võ nha, chúc mừng nha. Lên chức là chuyển khu vực nữa. Lên chức trung sĩ, quản lý. Hey, cảm ơn. Tôi chuyển khu vực thôi. Sau này còn thiếu gì cơ hội hợp tác. Nhớ chiếu cố tôi đó. Anh thì sướng rồi, anh Võ xin được xăm tốt. Từ nay khỏi phải bị CK đè đầu nữa. Cuối cùng cũng được ngủ ngon. Tôi là con người của cổ hơi nghiêm túc, nhưng mà ráng nhịn đi chàng trai. Cổ cũng vì công việc thôi. CK. Anh Võ. Cảm ơn chị từ trước giờ luôn chiếu cố tôi. Ly này tôi mời chị. Nếu lúc trước có gì không phải, tôi cạn hết, nói tiếng xin lỗi chị. Nhiều khi tôi làm việc hơi nôn nóng, anh đừng trách tôi thì đúng hơn. Ok, chuyện gì không vui, còn nhiều phấn viết bản xóa hết. À phải, lần trước nghe chị nói chị với bạn trai chuẩn bị qua Thượng Hải, quyết định sao rồi? Chị đừng trách tôi nhiều chuyện. Một người phụ nữ giỏi mấy cũng được, quan trọng nhất là tìm được chỗ nương tựa thôi. Chị suy nghĩ kỹ chưa? Ừ, tôi sẽ suy nghĩ. Ê, tôi chỉ muốn tốt cho chị anh thôi. Võ, hát kìa, bài của anh. Đưa tôi. Nhanh lên. Nè, tôi lên hát nha. Hát đi. Nè, hạ hai tông đi. Ê, tăng thêm hai tông nha. Tăng thì tăng chứ, sợ cậu sao. Nè, tăng đi. William. Xin lỗi nha, không làm phiền em chứ. Không sao, anh tới nhà em chưa? Vừa mới tới. Nhưng mà anh bấm chuông rất lâu cũng không ai trả lời. Không lý nào. Con nhỏ này xấu xí như vậy ông cũng mê. Ông hèn quá đi. Đủ rồi. Con biết rõ hôm nay là sinh nhật của bà. Một hai bỉ mặt bà ở trước mặt bạn bè. Có phải con mê tiền tới mê điên rồi không? Bây giờ tôi sẽ điên cho con. Nói tôi đi. Nói tôi đi. Ngừng tay. Điên hả? Ăn cái đi. Ngừng. Ăn đi. Ăn đi. Cảnh sát đây. Xảy ra chuyện gì? Xin lỗi madam, cô không có gì chứ? Nếu cô còn gây rối, tôi có thể bắt cô về sở cảnh sát, kiện cô phá hoại hình sự và làm tổn thương cơ thể người khác. Madam đừng mà, chúng ta chỉ là hiểu lầm thôi. Không có gì, không có gì đâu. Wow, sao lại ra nông nổi này? Đừng đặt bị bể, tôi sẽ bồi thường cho anh nha. Hả? Quản lý, có chuyện cứu không? Bỏ đi, bỏ đi. Phải đó, phải đó. Madam, bỏ đi. Không mau xin lỗi người ta. Tôi sẽ không xin lỗi những người này đâu. Xin lỗi madam nha. Alo, lát nữa gặp mặt mới nói đi. Tôi cần 10.000. Xin lỗi nha, lúc nãy tôi không cố ý. Lúc nãy thành thật xin lỗi. Cô vẫn còn nhỏ, sau này làm việc đừng nóng nảy quá. Còn nữa, con gái phải biết cách bảo vệ bản thân, đừng bao giờ lầm được lỡ bước. Về nhà sớm đi.
tặng riêng đó. Làm ơn cho một ly bia. Nè cô bé, cô đủ 18 tuổi chưa? Sao hả? Sợ tôi không có tiền trả sao? Xin lỗi nha, nếu như cô chưa đủ 18 tuổi á, chúng tôi không thể bán rượu cho cô đâu. Hay là cô gọi những thứ uống khác không có cồn đi. Có tiền, tôi không tin không có bia uống. Không biết buôn bán kiểu gì nữa. Alo, Cindy, cô đang ở đâu vậy? Đang ở gần đi thôi, sắp tới rồi. Nè, người đẹp như đẹp, bạn của anh có một chỗ ăn uống thoải mái luôn, có muốn đi chung không vậy? Làm ơn đi. Ok ok, lần sau lấy hàng gọi điện nha. Khôn lỗi đó, bye. Trời ơi, sao mặt sầu thảm vậy, bị ai chọc tức sao? Đừng nhắc nữa, tóm lại tại tôi ngu. Ông ôm con nhỏ đó thật sao? Không chỉ là ôm con nhỏ, còn cùng thổi đèn cầy nữa. Nhìn thấy mắt cô muốn nổ đom đóm. Vậy có lực bàn không? Cô nghĩ sao? Nếu không tại vì người ta ngăn cản, tôi đã tát con nhỏ đó 2 cái rồi. Nghe cô nói vậy tức là không có tiền chứ gì? Không sao đâu, ổng không chịu đưa tiền cho cô xài thì cũng còn cả đàn ông khác đưa tiền cho cô xài mà. Bạn trò không sao đó trả lời cô rồi hả? Chưa nữa, cô ra giá cả 10.000 cao như vậy cũng phải cho người ta thời gian suy nghĩ chứ. Nhưng luôn cả dây chuyền đẹp như vậy ổng cũng không chịu tặng cho cô. Người ngu tiền nhiều, đa phần là đồng ý. Người ta cũng có tặng cho cô mà. Làm sao mà giống được chứ, sợ của cô đẹp hơn. Tôi lên mạng coi rồi, dây chuyền của tôi hàng xài rồi trị giá 4.000. Nếu cô thích, miễn trả giá, bán cô 3.000 đó. Có phải bạn không đây, tính với tôi vậy sao? Hay là vậy đi, tôi lấy sợi của tôi đổi với cô. Đương nhiên không được rồi, sợi của cô giá có 2.000, sợi tôi trị giá 6.000 lận, vậy tôi thiệt thòi rồi. Không có tôi, cô có dây chuyền sao? Quyết định vậy đi. Nè, trả cho tôi đi. Thôi được rồi. Đâu phải cô không biết tôi đang cần tiền chứ, trả đi. Nhỏ mọn quá. Trả lại đây đi. Nè, cô thôi. Bị sao? Làm gì ở đây vậy? Không có gì. Không có gì? Đang giật cái gì hết? Quen mà sếp, vẫn chơi thôi. Vậy chuyện này cũng không rẻ đâu. Ăn cắp hả? Ăn cắp gì chứ, tôi có biên lai rõ ràng. Trên này có ghi cô Messi lương, có nhìn thấy không? Lấy giấy chứng minh ra đi. Cô cũng vậy nữa. Mười sáu tuổi, tối rồi không chịu về nhà, tới đây làm gì hả? Sếp à, luật lệ đâu nói 16 tuổi thì không được đi chơi đêm vậy. Tôi hỏi là cô làm gì ở đây? Cầm lại giấy chứng minh, không có gì thì về nhà đi, đừng gây rối đây nữa. Đi thôi. Dạ, cảnh sát đó ra vẻ ngoài phòng lắm. Cô còn nói nữa, xem chút kìa, cô giật sợi dây chuyền rồi. Chứ, có phải giỡn một chút cũng không được không? Nè, gã đó cả 10.000 cũng chịu kìa. Sao hả, có đồng ý hay không? Không chịu đi thì thôi. Lần trước vì lý do bỏ trốn, lần này cả 10.000 ông cũng chịu đưa, chắc chắn là mê cô lắm rồi. Có đi không? Đi thì đi, tôi không tin ông dám làm càn. Không lẽ ông cưỡng hiếp tôi? Tôi lập tức gọi 3 số 9 bắt ông. Cô lại muốn bỏ trốn nữa sao? Phải thì sao chứ, tiền của đàn ông hèn chỉ dùng để cho phụ nữ gạt thôi. À, đáng ghét đó, khó ưa như vậy cũng làm được, sao tôi không làm được? Cô nói đó nha, vậy tôi trả lời ổng ok đó. Nè. Gì hả? Không có gì. Dạ, đó nói lái xe tới đón cô 3 phút sau có mặt. Nè nè. Hả? Sao chúng ta nói chơi game mà tới đây làm gì? Ai, game thì ngày nào cũng chơi được. Cậu nhìn mấy chị đi, hấp dẫn không? Tới đây học hỏi, đỡ hơn ngồi trong nhà quay vi. Thì đó, chỉ được nhìn thôi, quán bar cũng không được vô. Tới đây uống sữa sao? Ê, sợ gì chứ, chúng ta không thể mua bia rượu thôi. Nhưng mà chép làm được mà. Ê, phải không? Chép tới rồi kìa. Ê, chào đại ca. Chào. Ủa, nhóc Tuấn, cậu qua đây chơi sao? Tối nay bé của cô ta dịp chảy nên theo tụi em ra ngoài dạo chơi. Tại nó. Vậy sao? Vậy uống một chai trước đi. Ê, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Nè, làm lon đi, ngon lắm đó hả? Nè nhóc Tuấn, không lẽ cậu định uống sữa thật sao? Ừ.
Nè, có một quán bar tôi quen thân lắm, có tôi đây dẫn mọi người vô nhất định không thành vấn đề rồi. Hay, hay lắm, hay lắm. Đứng đây ngắm gái trước bây đi. Bây giờ tôi đang ở khu trung tâm của làng Quế Phường. Đúng là đông người lắm đó. Hey, đúng là vui lắm á. Nè, uống đi. Tối nay tôi đã đảo một vòng lớn ở khu quán bar, cảm thấy thế nào? Nè, sao nói ở đây là thánh địa của tình một đêm chứ. Tôi mở to cặp mắt, mở hết tốc lực, một trai đẹp gái đẹp tôi cũng không tìm được, nó lừa đảo. Ê, đâu có, tìm được rồi. Wow, người này còn ra dáng một chút nha. Nè, uống hết chưa? Nè, cạn đi, cạn đi, đi. Hết rồi, đi chơi đi. Đi, đi. Làm gì vậy? Không có gì. Nè, đói bụng quá đi, đi ăn đi. Cũng được, ăn gì hả? Xe xe lạnh, đi ăn lẩu đi. Cũng được. Khuya vậy con còn đi đâu? Tới nhà bạn ôn bài thôi. Tới nhà bạn ôn bài ôn tới giờ này sao? Thật ra con đi đâu? Không có, đã nói tới nhà bạn ôn bài rồi. Mà đã nói với con tối nay chú đi âm sẽ mang hành lý tới đây kêu con chờ cửa chú mà. Bây giờ người ta không có cửa vô rồi. Chắc là con quên mất thôi. Con nhớ nhầm hay là không quan tâm những gì bà nói với con? Có thể cách trao đổi của chúng ta có chút vấn đề. Tưởng à, con không còn là trẻ con nữa. Làm người phải có tính trách nhiệm. Biết rồi, biết rồi. Con đi tắm đi. Con mệt rồi. Nè, chặn ly đi. Wow, dạ. Hai cái gã này thiệt là uống tới ngà ngà say cũng không chịu đợi tôi. Anh còn trễ hơn nữa không, quỷ già bưu. Nè, tự phạt 3 ly trước đi. 10 ly cũng được. Mừng là anh quy nhỏ không cần làm ở những chỗ khỉ ho cò gáy. Nè, ngày mai chuyển tới khu vực Trung Tây đi. Khu vực lớn lần này có thể phát quy rồi. Phát quy, nổi mốc thiệt có phần. Nè, chặn ly đi. Nè anh thân, say tới vậy hay sao? Trước giờ tôi luôn coi trọng cậu, nhưng mà chuyện vận may đúng là rất khó nói. Nói việc xui xẻo, cậu xui xẻo bằng tôi không? Loại như tôi mới gọi là nổi mốc nè. Lúc trước ai cũng gọi tôi là bu quỷ dương, bây giờ ai cũng gọi tôi là quỷ già. Tức là anh muốn khiếu nại tôi. Việc của anh còn chưa làm xong để chạy tới đây uống rượu, bắt tôi dọn chiến trường giùm anh. Chị Đa, nói đùa thôi mà, không nói sao cười chứ. Quỷ già, lấy thêm nửa tá vô đây đi. Nghe rõ. Khoan đã, thêm nửa tá nữa sao, ai uống cho nổi. Đi đi. Dạ. Tôi biết anh muốn uống, tôi uống với anh. Nè, cẩn thận, đợi một lát. Tôi không sợ. Đã nói tôi không say rồi mà. Nếu sai thì càng tốt, khỏi phải chuyện gì cũng giấu trong lòng. Nè, để tôi xoa bóp cho anh vài cái. Bây giờ tôi giống như trái banh vậy đó, bị người ta đá tới đá lui. Ngày mai là lần thứ 7, nay mai sẽ chuyển đúng 18 khu. Có phải là tôi tệ tới mức như vậy hay không? Anh không tệ chút nào. Tôi nói anh nhất định được. Đừng quan tâm con, tiếp tục đi. Sếp Quy uống rượu sai cho nên... Đừng rồi, đừng có giải thích nữa. Má ngừng tay lại con còn ngại hơn đó. Ê, bây giờ vô phòng, tối nay không ra ngoài nữa đâu.
Sabu em đi chơi một mình nguy hiểm lắm, lần sau kêu anh đi chung với em nha. Em cũng hấp dẫn lắm, chỉ là phần eo hơi thô. Khám mắt đi. Lượt truy cập tối nay đã nói rõ một thứ, mọi người và tôi đều là thành viên của hiệp hội bề ngoài. Đi đâu không quan trọng, quan trọng nhất là có trai đẹp gái đẹp để ngắm hay không. Tôi uống ly cà phê không ngủ được. Tối nay sẽ cắt những đoạn phim hay nhất, nhớ chia sẻ nha. Thích, với lại subscribe kênh của tôi nha. Nè, mấy giờ rồi, sao không ngủ? Còn sớm, cắt phim xong cái đã. Đợi con cắt phim xong, má có thể uống trà sáng rồi. Má à, má không nên ở đây đâu. Vậy má nên ở đâu? Sếp Quy đang ở ngoài phòng khách kìa má. Thôi đừng có bỏ rơi người ta. Con đúng là không biết lớn nhỏ đó. Ôi đều là người trưởng thành rồi, mắc cỡ gì nữa chứ. Nhanh lên đi, nhanh lên, nhanh lên đi. Có phải tới khu quán bar đó không? Đến nỗi trời này cũng vậy. Ngon, 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 má đang hỏi con đó, thiệt là. William. Chào em. Nè, để hành lý xuống đi. Ừ. Ê, anh không đánh thức em chứ? Không, em đang làm điểm tâm. Ồ, xin lỗi nha. Hôm nay anh phải giao căn hộ cho chủ nhà, sau đó phải tham dự một buổi họp sớm. Anh không thể không tranh thủ gom hành lý tới. Anh để hành lý ở đây trước nha. Ừ. Dạ, hôm nữa sẽ có công ty chuyển phát nhanh tới lấy, sau đó gửi qua Thượng Hải. Được rồi. Em sao vậy? Sao bị trầy trên trán vậy? Không có gì, em chỉ quẹt nhẹ thôi. Nè, ăn sáng đi. Ê, một số ăn sáng trước đi. Không cần đâu. Sau khi anh họp xong cuộc họp, còn phải tranh thủ tới ngân hàng làm luôn thủ tục hủy bỏ tài khoản. Anh sẽ bận suốt cả ngày, thực tế không có thời gian ăn. Em đừng có vụng về quá được không? Biết rồi. Chào con bé Tuấn. Xin chào. Nè, qua ăn sáng đi. Alo anh Kiên. Anh dạp bay tới trước đi, tôi sẽ tới ngay. Xin lỗi nha, có một vụ án xảy ra. Ừ, anh biết, làm việc quan trọng hơn. Tối nay chúng ta ăn cơm mới tính. Ừ. Bé Tuấn, chú đi trước nha, bye bye. Cẩn thận nha. Ừ. Minh và thẻ học sinh trong túi sách của nạn nhân, 16 tuổi, học sinh nữ lớp 11. Chưa phát hiện có hung khí ở hiện trường, cũng không có vết máu tuôn chảy về vết thương khả nghi, tạm thời chưa rõ nguyên nhân. Vào đi. Trung sĩ Cao Quy, số hiệu 226310. Hôm nay là ngày đầu tiên tới trình diện với thanh tra cao cấp Madam Thân. Quan nghênh anh, chúng ta quen thân lắm rồi, ngồi đi. Không được, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, chính thức một chút hay hơn. Cảm ơn cô cho tôi cơ hội tới khu vực của cô làm việc. Tôi biết anh làm được việc, tôi nhất định tranh cơ hội. Cảm ơn Madam. Chào đi. Madam, vụ án sáng nay phát hiện thi thể đó, bước đầu biết được là một học sinh nữ 16 tuổi. À phải rồi, CK à, đây là trung sĩ mới tới Cao Quy. Đây là trung sĩ cảnh sát CK. CK à, anh thấy chỗ của anh dở đi. Ok. Tôi không phiền hai người nữa, mà đâu, tôi ra ngoài trước. Ừ, tiếp tục đi. Thật ra tối qua khi tới quán bar, ở khu quán bar đó chia tay với anh dở, tôi gặp được học sinh nữ này rồi. Anh Kiên, có chuyện hỏi anh. Ờ,
À, cái này để bên kia nha. Bên kia. À, bên kia, bên kia. Ờ. May à, có kết quả khám nghiệm chưa? Chưa. Theo sát một chút giùm tôi. CK, yes, madam. Đây là di vật của nạn nhân. Phòng xét nghiệm có kết quả thì báo ngay cho tôi. Yes, madam. Nạn nhân Lương Mẫn Thi tên tiếng Anh là Mai Si, là học sinh lớp 11 của Học viện Hán Sa. Bước đầu đánh giá thời gian tử vong của cổ là sáng sớm nay 3 giờ đến khoảng 6 giờ. Địa điểm phát hiện thi thể ngõ sau của nhà số 98 đường Cơ Sĩ Na, Trung Hoạt. Thi thể không có dấu hiệu bị di chuyển, theo đánh giá đó là hiện trường thứ nhất của vụ án. Sáng nay khoảng 6 giờ trước tiên là một nhân viên vệ sinh phát hiện nạn nhân. Sau khi cảnh sát đi tuần tới nơi phát hiện cổ không còn nhịp tim. Và bóp tiền, điện thoại, giấy tờ trong túi sách của nạn nhân và tài sản trên người vẫn còn y nguyên. Kết quả khám nghiệm bắt đầu nói sao? Sau gáy của nạn nhân bị sưng nhẹ và pháp y phát hiện trong người cô ta có tinh dịch đàn ông, chứng tỏ trước khi nạn nhân chết từng xảy ra quan hệ tình dục với người khác. Và pháp y tìm trong dạ dày và máu của nạn nhân phát hiện được thành phần ma túy nồng độ cao. Xác định ban đầu do nạn nhân sử dụng ma túy số lượng lớn dẫn tới trúng độc cấp tính, dẫn đến cái chết. Có phát hiện trên người nạn nhân có chứa ma túy không? Không. Tôi đã kêu tổ pháp chứng mau chóng xét nghiệm thật ra nạn nhân sử dụng là loại ma túy nào. Nè, tuy cô gái 16 tuổi này do sử dụng ma túy dẫn tới cái chết, nhưng sinh thời cô đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại chết ở đây, còn nhiều chuyện phải điều tra. CK, cô tiếp tục theo dõi đi. Yes, madam. Nè, vụ án này phải bỏ ra rất nhiều công sức, tôi sẽ phái thêm người hỗ trợ cô. Thật ra tối qua tôi có gặp nạn nhân nữ đó. Anh gặp nạn nhân ở đâu? Tối qua tôi ở khu quán ba Trung Hoàng, thấy cổ đang giành cái lắc tay với một cô gái khác. Sau khi tôi kiểm tra giấy chứng minh của cổ thì kêu cổ đi rồi. Anh còn nhớ số chứng minh của hai người đó không? Không. Cũng không sao. Dù sao tối qua anh cũng gặp nạn nhân, anh hỗ trợ CK đi. Hai người cố gắng trao đổi. Yes, madam. Bây giờ đi đâu vậy? Không phải tới nhà cổ sao? Tới trường của nạn nhân. Vẫn chưa tìm được người nhà của cổ. Phía nhà trường nói cha mẹ của cổ 4 năm trước đã ly dị rồi. Nạn nhân ở với má cổ. Ôi, đứa con mới 16 tuổi, mất tích cả đêm cũng không đi tìm. Không biết làm má kiểu gì. Con người chính là vậy đó. Nhà nào mà không có vấn đề kia chứ. Alo. Kiều, không phải em làm việc chứ? Không sao, anh nói đi. Anh mới gọi điện thoại tới nhà hàng đặt một con vịt tỳ bà mà em và bé Tuấn thích ăn nhất. Vịt tỳ bà phải mới ra lò mới ngon. Em nhớ nhắc bé Tuấn tới đúng giờ nha. Được rồi, 7 giờ tối nay chứ gì. Em làm gì cũng đừng bán mạng quá, cẩn thận đó. Ok, tối nay chúng ta gặp nhau mới nói. Bye bye. Bye bye. Trời, sao hôm nay mọi người tệ quá vậy? Ném hoài cũng không vô à. Tối qua gần như chơi sáng đêm, cũng cỡ đó thôi. Các cậu có cần chơi dữ tới vậy không? Đương nhiên cần rồi. Hôm qua sau khi cậu đi á, chép đã dẫn tụi này vô quán bar học hỏi. Thật sự quay vô cùng luôn á. Cậu đi sớm quá đúng là lãng phí mà. Phải đó, suốt ngày cứ sợ má la, vô dụng. Hôm qua sung sướng vô cùng, lỡ cơ hội rồi. Bình thường biểu hiện của Lương Mẫn thì ở trong trường sao hả? Trước giờ thành tích của em thi rất tốt, em thi cử đều luôn đứng ở top đầu. Em thi là một học sinh rất siêng năng, rất thông minh. Vậy còn hạnh kiểm? Theo tôi được biết, hạnh kiểm của em thi cũng tốt. Cô Hà là chủ nhiệm của em thi, có lẽ cô biết rõ hơn.
Trước giờ Messi vô lớp đều rất chú tâm và ngoan ngoãn lắm. Trong trí nhớ của tôi, nó chưa từng vi phạm quy định gì, là một học sinh có hành kiểm rất tốt. Cô có tiết lộ với cô gần đây gặp rắc rối gì không? Tôi không có nghe em nó nhắc qua. Cô có biết nó có thói quen xấu gì không? Tôi cũng không để ý thấy nó có thói quen xấu gì. Trong trường nó có chơi thân với học sinh nào không? Có. Nó tên là Cindy. Hiện giờ ở trong lớp. Em này là Hà Hân Diêu, là bạn thân nhất của Messi. Cô gái này chính là người tôi đã gặp tối qua. Cindy à, tôi xin lỗi. Mắt của Cindy yêu cầu phải có mặt của cổ mới có thể hỏi được. Cổ đang tới đây. Phiền hai vị đợi một lát. Hiệu trưởng, mắt của Cindy đã tới. Bên này. Chào hai vị, tôi là mắt của Cindy. Đây là danh thiếp của tôi. Hai vị có thể gọi tôi là luật sư Đường. Tôi là Seki Phương, tổ trọng án trung khu. Đây là đồng nghiệp của tôi Cao Quy. Chúng tôi phụ trách vụ án này. Năm nay Cindy mới 16 tuổi. Hơn nữa lần này dính líu tới cái chết của Messi, bạn học của nó. Cho nên để tôi kề cận nó sẽ thích hợp hơn. Không thành vấn đề. Cindy, cô thân với Messi lắm sao? Bắt đầu từ lớp 10 tôi đã quen cổ rồi. Chúng tôi chơi cũng thân lắm. Lần cuối cùng cô gặp cô ta hồi nào? Tối qua. Tối qua hai người đã cùng tới khu quán bar sao? Do Messi không vui, cổ kêu tôi đi với cổ. Cổ không vui chuyện gì? Thì chuyện gia đình cổ thôi. Hôm qua là sinh nhật của ba cổ. Cổ nói muốn gặp ba cổ, nói câu sinh nhật vui vẻ với ba, còn kêu tôi đi với cổ nữa. Khi tới tầng dưới quán bar, tôi sợ khó xử nên không có lên trển. Sau đó Messi quay lại thì có vẻ tức giận. Cổ nói ba cổ cứ lo ôm cô gái khác, còn nói Messi suốt ngày xin tiền ông ta. Hoàn cảnh gia đình phức tạp quá, luôn rắc rối như vậy. Tính của Cindy rất hiền, ngoài việc thường xuyên đi chung với Messi còn giúp cổ nữa. Hôm qua Messi tới khu quán bar nhận cuộc điện thoại, có phải cô gọi cổ không? Phải. Nội dung cuộc gọi dính líu tới ngã giá tiếp khách. Messi còn đòi 10.000 tiền mặt nữa, đúng không? Phải. Một cô gái giá nào cũng không nên bán đứng cơ thể của mình. Cindy à, sao con không khuyên bạn chứ? Con có khuyên, nhưng sau khi cổ gặp ba của cổ thì nói đàn ông ai cũng đáng ghét. Nếu như người đàn bà đó có thể lừa được tiền của ba cổ, cô cũng có thể lừa lại những người khác. Cô định lừa ra sao? Thì làm bạn gái theo giờ. Cổ định lấy được tiền thì tìm cơ hội bỏ trốn. Tôi nói làm vậy rất là nguy hiểm. Ai ngờ cổ nói cổ biết đối phó, không tin gã đàn ông đó dám cưỡng hiếp cổ. Cô và cô ta giật nhau chiếc lắc. Thật ra xảy ra chuyện gì? Chuyện là vậy. Ba của cổ không đưa tiền cấp dưỡng cho cổ mấy tháng rồi. Má cổ cũng không kiếm được nhiều tiền. Cổ cũng gần như xài hết tiền tích lũy. Messi nói cổ không có tiền, sợ không có tiền đóng tiền nhà sẽ bị chủ nhà đuổi đi. Tôi thấy cổ tội nghiệp nên định mua lại chiếc lắc để giúp cổ thôi. Ai ngờ cổ nói 3.000 ít quá muốn lấy lại. Chúng tôi cũng vì chuyện này nên mới cãi nhau. Sếp à, tôi và cổ cũng đùa vui thôi. Sau khi tôi xem xong giấy chứng minh của cô, hai người đã đi đâu? Tôi đã đi trước đón xe bus về nhà. Đón xe bằng Octobus sẽ có ghi nhận, hai người có thể kiểm tra. Vậy còn Messi? Tôi không biết. Cổ có đi tiếp khách không? Tôi không biết, thật tình tôi không biết gì hết. Hai vị à, tôi nghĩ hai người đã hỏi gần xong. Cindy đã nói rất rõ ràng những gì nó biết cho hai người nghe rồi. Tôi nghĩ có lẽ đã đi được rồi. Chưa được. Cindy, tôi muốn mượn điện thoại của cô coi thử. Trao đổi giữa cô và Messi thông tin trên mạng xã hội. Xin lỗi, không thể được. Chuyện đó dính líu vấn đề riêng tư. Chúng tôi chỉ coi những thông tin liên quan đến Messi. Nếu dính líu tới chuyện riêng tư của Cindy, cô có thể lập tức chặn chúng tôi. Cindy, bây giờ bạn thân nhất của cô đã chết. Có lẽ cô cũng muốn giúp cổ mà. Tôi nghĩ cũng không cần thiết như vậy. Cậu bé, đây có phải là nhà của Lương Mẫn Thi không? Cậu là em của Lương Mẫn Thi sao? Dạ phải. Có người lớn trong nhà không? Cô là cảnh sát, phiền con mở cửa cho cô. Má của các con đâu? Má đi làm ở sáng đầu, thứ bảy mới về nhà. Bình thường ai chăm sóc tụi con? Chị hai đó, chị thương tụi con lắm. Tối qua chị hai không về ngủ, do bao giờ chị làm vậy? Sáng nay con gọi qua sáng đầu tìm má. Má nói không ai dẫn tụi con,
kêu tụi con đừng tự mình đi học. Bây giờ má đang trở về. Vậy lần cuối cùng tụi con gặp chị hai hồi nào? Tối qua chị hai nấu cơm cho tụi con ăn xong. Sau khi làm bài tập với tụi con thì chị đã ra ngoài rồi. Tại sao cô chú hỏi nhiều vậy? Có phải chị hai có chuyện không? Cha có thịt chôm bông, còn có trứng chiên nữa. Ai làm cho tụi con ăn gì hả? Tụi con vừa mới lấy thức ăn thừa hôm qua ra ăn đó. Giỏi vậy sao hả? Tụi con biết hâm nóng thức ăn để ăn hay sao? Chị con biết được chắc chắn sẽ vui lắm đó. Nè, tờ này là danh thiếp của cô cảnh sát. Trên này có số điện thoại của cô. Má của tụi con về, lập tức kêu má gọi cho cô. Dạ. Giữ kỹ nha. Gọi một sư tỷ tới chăm sóc chúng đi. Được. Hai người là ai? Má. Chúng tôi là cảnh sát. Chị là má của Lương Mẫn Thi. Ông Lương Gia Hùng, cho hỏi quan hệ giữa ông và Mai Si ra sao? Thì cha con bình thường vậy thôi. Sao hả? Tại sao tối qua ở quán bar ông lại xảy ra xô xát với Mai Si? Madame à, lúc đó cô cũng có mặt mà. Cô cũng thấy nó điên cỡ nào rồi. Thật ra tôi với má nó ly dị đã nhiều năm rồi. Nhưng nó không chấp nhận được sự thật này. Phải thấy có phụ nữ nào bên cạnh tôi thì lập tức nằm dạ giống như mất kiểm soát vậy. Cô không biết thôi. Nó làm tôi mất mặt thế nào trước bạn bè của tôi đó. Khi ông và má của Mai Si ly dị, có phải tòa đã tuyên ông phải đưa tiền cấp dưỡng không? Phải, mỗi tháng 8.000. Ông có theo phán quyết của tòa hàng tháng chuyển tiền đúng hẹn không? Có. Có? Ông chuyển tiền cho ai? Má nó thường xuyên không ở Hồng Kông nên tôi thường xuyên chuyển tiền cho Mai Si. Ông có nhớ lầm hay không? Hay là chuyển cho Mai Si khác? Đây là thông tin tài khoản ngân hàng của con gái lớn của ông. Ông không chuyển tiền cho cổ 3 tháng rồi. Làm sao chị thích? Tại hai người không biết thôi. Dạo này buôn bán ế ẩm, tôi kẹt tiền nên đành chịu thôi. Có tiền tôi nhất định đưa. Con ruột của tôi mà. Ông có coi chúng là con ruột sao? Ông không đưa tiền cấp dưỡng nhưng có tiền đi uống rượu ăn mừng. 8.000 đó là phí sinh hoạt cơ bản của cổ. Bây giờ luôn cả tiền nhà họ cũng không có. Ngày nào cũng bị chủ nhà đòi tiền. Họ sắp ra được ở rồi. Nè, tôi không có biết nha. Lâu rồi các con của tôi không tìm tôi. Chúng không tìm ông hay ông không nghe điện thoại? Ông bắt con ông tìm tới tận quán bar giữa chỗ đông người đòi tiền ông. Ông không cần thể diện, ông cũng phải nghĩ tới cảm xúc của cổ chứ. Nhà nào cũng có khó khăn riêng mà. Nè, điển hình như Mai Si vậy. Một đứa con gái bình thường lại chạy đi làm tiếp viên, ở tự mình xa đọa. Bây giờ làm cho mất cả mạng. Thiệt tình tôi nghĩ tới đau lòng lắm. Vậy cô gái ăn mừng với ông lại hả? Bạn bè thôi. Bạn bè thôi hả? Bạn bè gọi điện thì tới hay sao? Sếp à, hình như đời tư của tôi không liên quan đến cái chết của Mai Si mà. Dựa theo điều tra của chúng tôi, sở dĩ Mai Si đi tiếp khách, ngoài việc phải kiếm tiền đóng tiền nhà, cổ còn gì muốn bảo vệ ông. Giấu má cổ đưa tiền thay ông. Còn nữa, nếu ông đã chịu đưa tiền cho người khác xài, nên cổ định kiếm tiền từ những người đàn ông khác thôi. Ở mức độ nào đó, ông đã gián tiếp hại chết cổ. Nó trước giờ không phải coi tôi là ba của nó đâu. Hai người đều đổ hết trách nhiệm lên đầu của tôi mới được chứ. Cổ không coi ông là ba gì chứ. Hôm qua cổ gửi đoạn clip cho ông có coi không? Nó thường gửi rất nhiều thứ cho tôi. Lần nào cũng vì đòi tiền của tôi thôi. Nên tôi không hơi đâu mà coi. Bây giờ ông mở ra coi đi. Ba, giúp ba
sinh nhật vui vẻ. Sức khỏe dồi dào. Ba, tuy có thể ba đã quên gia đình này rồi, nhưng tụi con mãi mãi cũng nhớ sinh nhật ba. Happy birthday. À, xin chào anh, cho hỏi có thể lên món được chưa? Lên món trước đi. Ok. Alo Kiều à, 9 giờ rưỡi anh phải check in. Anh và bé Tuấn vừa ăn vừa đợi em. Em tới rồi. Ý, xin lỗi nha. Không sao, thời gian về đúng lúc. Nè, ngồi xuống đi, nè. Bé Tuấn à, con lại lo chơi game. Kệ con đi. Nè, ngồi xuống đi. Nè, trước khi anh lên máy bay khó khăn lắm mới có thể ngồi ăn bữa cơm. Em đừng có nói nó nữa. Bé Tuấn à, con chưa từng qua Thượng Hải phải không? Chưa. Bên Thượng Hải có nhiều đồ chơi lắm, chú nghĩ chắc chắn con sẽ thích. Không có hứng thú. Dạ mời. Má à, con nhớ chị hai lắm. Chừng nào chị về vậy má? Con à, mở cửa đi. Căn nhà rối tung như vậy, cô làm má như vậy hả? Anh tới đây làm gì? Cô tham tiền mà. Giờ tôi mang tiền tới cho cô nè. Nè, tôi cảnh cáo cô nha, sau khi lấy được tiền đừng sủa bậy ở đây nữa. Nói tôi không đưa tiền trợ cấp cho cô nha. Tức là sao? Chuộc tội à? Messi chết rồi, bây giờ anh mới tới giả làm người tốt. Cô còn nói nữa, không tại cô đi làm công rẻ mạt bỏ bê gia đình, nó đã không bị cô hại chết, bây giờ còn trách tôi nữa sao? Messi không phải tôi hại chết. Cô lên cơn đi cái gì vậy? Đáng nhỏ đến giật mình kìa. Chính anh đã phá nát gia đình này, anh có biết không? Là anh. Ba má đừng cãi nhau nữa. Em và bé Tuấn đưa anh ra sân bay nha. Cũng được. Xin lỗi. Alo. Tô cảnh sát ơi, con là em trai của Messi. Con à, có chuyện gì? Ba giận dữ kéo má lên sân thượng, không biết ba muốn gì nữa. Con không cần lo quá, bây giờ con lập tức tới liền. Xin lỗi nha, có việc gấp. Anh hiểu mà, em lo chuyện quan trọng trước đi, anh tự ra sân bay được rồi. Bé Tuấn, tự đón taxi về nhà nha. Qua tới Thượng Hải gọi cho em. Ừ, bye bye. Alo, sợ gì kì? Em trai của Messi gọi cho tôi, nói là ba của nó kéo bác đó lên sân thượng, tôi sợ có chuyện. Bây giờ tôi tới đó. Bây giờ tôi lập tức tới ngay. Nếu anh tới thì lên trước đi, không cần đợi tôi. Nghe rõ. Khóc, khóc, khóc. Ngoài cái chuyện khóc, cô còn biết cái gì nữa? Cho nó cô biết nha. Bây giờ tôi sẽ tới tòa, đòi lại quyền nuôi dưỡng hai đứa con của tôi. Cho chân thành đưa chúng về quê cho dì giữ, đỡ hơn đi theo cô đó. Không được, tôi đã mất Messi rồi, tôi không thể mất luôn bọn chúng. Anh không được. Cô điên rồi à? Đừng tới. Đi chết đi, đừng có cản trở đến quay. Tôi chết cho anh coi. Đừng rồi, xuống đi, xuống đi. Đi đi, đi đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mất hết các con, tôi chẳng thà chết. Cô xuống lại đi, cho cái cô nhảy thì cô nhảy sao? Tôi chết cho anh coi. Xuống lại đi. Nghe tôi nói cái đó. Tránh ra. Chồng cô kêu cô xuống kìa. Tránh ra. Hãy vì chồng đồng tâm hiệp lực, chuyện gì cũng có thể giải quyết được hết. Chẳng thà chết. Xuống đây, xuống đây. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Tôi chết cho anh coi. Có phải cô điên rồi không vậy? Tôi kêu cô nhảy cô cũng nhảy hả? Muốn chết thì sao một chút đi, đừng có sống thì hại người, chết thì hại bà con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuyên hiện tại ta chỉ bốn mâu điện tháp hạ trong ngày y vui nà sẽ hát bạc khi tục hầu vui mâu khi thái nà mình quân mỗi giật nhạc biết trong đạt mê thành hạ miệng thường hơi chơi thâu giao dùng mạc.